Sáng ngày 15 tháng 6, Hội Cựu Chiến binh xã Vĩnh Trường ra mắt câu lạc bộ Cựu Chiến binh bảo vệ môi trường. Ông Phan Giang Phải, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh quyện đến dự. Câu lạc bộ có 24 thành viên. Ông Quỳnh Minh Tân, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã làm chủ nhiệm. Với phương châm, vì một môi trường không có rác. Thời gian tới, câu lạc bộ sẽ phối hợp cùng ban ngành, đoàn thể địa phương thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải tại những nơi đông dân cư, các tuyến đường giao thông nông thôn, đồng thời tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Giang Phải, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh quyện đề nghị, thời gian tới, từng thành viên trong câu lạc bộ, nhất là cán bộ, hội viên Cựu Chiến binh xã, phải phát huy vai trò, trách nhiệm, cùng với địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất và người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, xây dựng thói quen giữ gìn, vệ sinh môi trường, góp phần tạo cảnh quan môi trường nông thôn thêm xanh, sạch đẹp.